Vâng, chào toàn thể tất cả các bác. Đây là con Crown 5000 VZ em mới về, tem nhôm. Rất là đẹp nha, con này đẹp và xuất sắc luôn nha các bác. Giá là 33 triệu một con duy nhất. Bác nào mà nhanh tay muốn sở hữu những hàng khủng này thì alo cho em. Mời các bác cùng xem phía trên nóc này. Trời, con nét căng luôn nha. Rất là đẹp nha các bác. Trong này công suất khủng rồi. 33 triệu rồi đã bao gồm phí ship nha các bác. Chỉ còn đủ thì em bớt 300 ngàn. Này cực kỳ nhiều nha. Em này trang bị 3 cầu loa. Đây, dây nguồn. Con này chạy điện đã được chuyển qua điện 220-224 rồi nha các bác. Tại vì những con 5000 VZ là phải chuyển qua chứ để điện 100-110 thì không có ôm áp nào mà chịu nổi đâu. Nên là đã chuyển qua điện gia đình cho mình các bác xài rồi. Ba cầu loa, cái trên là dương. Đường tín hiệu vào gồm 6 ly 35. Con này series là 10897 nha, 10897 nha. Tem cơ còn nguyên hết. Rồi đi vào nội thất bên trong luôn để các bác cùng ngắm nha. Đây các bác thấy mướt chưa? Rồi sẽ mời các bác cùng xem bên trong. Chúng ta thì cần mở ba ốc phía sau rồi nha các bác. Hai vô lùm phía trước nha. Vâng, và mời các bác cùng ngắm vi điệp của con 5000 VZ mà về ngày hôm nay. Đây các bác thấy nè. Các bác thấy hai cái tăng phô nguồn xuyến không? Bảy màu không? Hai bên này, một, hai này. Đây. Đây nhựa này. Con này gọi là quá đẹp nha các bác. Những cái tấm mút trên đây cũng nguyên hết luôn nha. Check. Ngắt ngay khỏi tay, đây là hai con tản nhiệt. Bạn nào yêu thích con này thì alo liền cho em nha, chỉ có một con duy nhất thôi nha. Mỗi vế nó sẽ có mỗi rờ ly nha các bác. Và hai cầu chì to đùng. Tại vì dòng công suất lớn là có hai cầu chì nó to. Cả ba lứa và rờ ly mỗi vế đây. Đấy. Mới đét nha. Giá 33 nha bác, bao gồm phí ship rồi nha. Bác là chốt, alo cho em. Vâng, thì sau đây em giới thiệu các bác hai con đẩy Crown Macrotech 3600 VZ mới cập bến trong sáng hôm nay. Hai hoa hậu luôn nha các bác. Giá là 25.500 đã bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ em bớt 300.000, còn là 25.200 bao ship nha. Trước tiên mời các bác cùng xem mặt tiền. Các bác nào yêu thích hàng nội địa thì alo cho em nha. Đây có thấy sự long lanh chưa? Hàng mạng về, đóng gói từng con nên là rất là đẹp nha các bác. Đây, cạnh hông cạnh đồ, không tròn hết. Máy chắc bãi về, con nhìn ốc áp là phê chưa? 3600 VZ, đẹp long lanh luôn nha. Điện 110 nha các bác. Hàng nội địa xịn sò, phê luôn. Phía trên còn nguyên nắp, ốc, tem, cờ đầy đủ hết nha các bác. 3600 VZ thì nó sẽ trang bị là cổng vào là có 6 ly và ba lăng. Khi các bác mua những con bao bên em đều được tặng kèm bộ da ba lăng xịn nha, trị giá 250.000 nữa. Các bác nào không lấy thì mình trừ tiền ra, đây, trừ khoảng 200. Còn em bán là 250.000. Còn đây là hai cầu loa, hai chạm loa này. Mới lắm nha các bác. Còn đây cũng vậy. Ok. Hai em đều đồng giá 25.500.000. Sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong, phía trên nóc này. Đẹp không điểm trừ luôn nha. 25.500 nha các bác. Chiến khoản đủ còn 25.200. Cọc tiền thì vẫn giá 25.500. Cọc thì khoảng 2 triệu trở lên em ship hàng nha. Mời cùng xem lại mặt tiền của em nói nha. Nói chung đẹp không có điểm trừ nha các bác. Rồi sau đây em mở hai cái nắp để các bác cùng xem. Vâng, và sau đây mời các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp của con hai hoa hậu Crown 3600 VZ mới về. Đây, nhìn là phê rồi các bác. 3600 VZ thì cấu hình của nó thì hai tăng phô riêng biệt. Mỗi vé là 24 con sò vương miệng nha. Và những con bù áp sò thang trên này. Full vương miệng hết nha các bác, full vương miệng. Hai tăng phô, phần tăng nhiệt.
Còn đây là phần nhận tín hiệu đầu vào, trạm loa, hai cầu chì, đấy, phun phun miệng. Tất cả zin đét mé chắc bãi thì các bác khỏi cần bàn và lăn tăn gì hết. Bảo hành có là nguyên zin, hoạt động hoàn hảo và mé chắc từ nước ngoài về. Nhìn các bác nhìn là biết ngay thôi, nó đẹp, nó nét. Đây con bên đây tiếp theo, bác lấy con nào cũng được. Con đây là con bên trái này, đây là con bên phải. Để đọc luôn series cho các bác cùng xem, yêu thích lựa chọn luôn. Con này là series 0031 này, 0031, 0031. Còn con này là series là 0090, 0090 nha. Đây là con bên phải là 0090, hai tầng phô, phun vương miệng, tủ Philips, tủ vương miệng là sò vương miệng hết rồi nha các bác. Phần tăng nhiệt đẹp, rất là nét luôn, đẹp không điểm trừ nha các bác. À, nhìn phía trên con này này, ken sa beng luôn nha. 25.500 chuyển khoản đủ thì bớt 300.000, còn 25.200 em bao ship. Và về những con này nặng cũng như cân đối giá hợp lý, mé chắc bãi về để các bác sở hữu và chơi những con hàng tuyển, sau này có nâng cấp thì nó sẽ không bị có đưa cho bán cho ai anh em, người ta mua liền, chịu lỗ 2 triệu hay là 3 triệu gì đó là mình chơi mấy tháng mà nâng cấp là lên đường liền thôi. Hàng đẹp dễ bán lắm các bác, hàng đẹp là dễ nâng cấp và dễ lên đường lắm, hoặc là chia lại cho anh em đó, thì em nói thật nhiều bác nha, xài mấy con này á 2-3 tháng hàng của em đưa về và gửi lại bán rẹt chịu lỗ mấy triệu là bán lên đường liền, tại vì về bắt giữ nó rất là đẹp, nó mới như hàng bãi luôn, về thông báo là con này bắt nâng cấp là đã chịu lỗ phí lỗ rồi, là về các bác nào chốt nó là về là sử dụng là nó thứ nhất là bán không lỗ, thứ hai là chịu lỗ sơ sơ là lên đường. Cũng có vài trường hợp như thế thì cũng thông báo các bác vậy. Các bác về chai mình giữ kỹ, mình tủ kỹ khỏi bụi và là đẹp. Rồi, đây là hàng bãi giá 25.500 nha, bao gồm phí ship rồi.